Đèo Đại Ninh nằm trên tuyến quốc lộ 28B, nối hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, đang được Ban Quản lý Dự án 5 Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đây là một trong hai gói thầu xây lắp nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 68 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận khoảng 51 km đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư vào tháng 11 năm 2023. Đèo Đại Ninh, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng, một mũi thi công đang tất bật triển khai đào đắp móng nền đường và làm mái ta luy. Máy móc, đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động tối đa để làm nhiệm vụ với tinh thần vượt nắng thắng mưa. Gói thầu xây lắp số 2 này triển khai thi công nâng cấp khoảng 27 km trên tuyến quốc lộ 28B, trong đó có đoạn qua đèo Đại Ninh đã được chủ đầu tư cho khởi công từ tháng 4 năm nay. Đối với là cái phần đường nền móng thì trong cái thời tiết mưa này thì ban cũng đã chỉ đạo nhà thầu là thi công những cái phạm vi nào mà liên quan đến khối lượng đào đắp mà thi công được trong cái điều kiện thời tiết bất lợi thì ban cũng đã chỉ đạo nhà thầu rất sát sao về cái tiến độ. Đèo Đại Ninh có nhiều đoạn cong cua nhỏ hẹp xuống cấp nhưng lưu lượng phương tiện lưu thông khá đông. Trong quá trình thi công nâng cấp cải tạo, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát ngoài tập trung cho chất lượng công trình thì công tác đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ở các điểm thi công cũng được chú trọng để hoạt động giao thông trên tuyến được an toàn. Quản lý chất lượng, tiến độ và công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là công tác đảm bảo an toàn thông trên khu vực đều Đại Ninh này. Sau nhiều năm xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nay được nhà nước đầu tư nâng cấp, cải tạo với chiều rộng nền đường lên đến 12m, mặt đường 11m, người dân địa phương và du khách thường xuyên đi trên tuyến quốc lộ 28B rất phấn khởi. Đồng thời cũng mong muốn các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình quan trọng này. Tôi cũng đi chuyến này nhiều lần rồi, thấy đường này thì nói chung là nó cũng gấp khúc nguy hiểm, nhất là những cái cua mà gọi là không khuất, không có thấy nhau đó, rất là dễ đụng, dễ xảy ra tai nạn. Mình nghe thấy đường đang sửa thì nói chung là những người đi lái xe mà thấy được sửa đường là rất là phấn khởi. Với ý nghĩa quan trọng của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận đang tập trung phối hợp với Ban Quản lý Dự án 5, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan để giải quyết các nội dung về giải phóng mặt bằng, tiến tới đẩy nhanh thi công gói thầu xây lắp số 1 đi qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 40 km. Trong thời gian vừa qua, thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì công tác này đã được giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình để phối hợp với Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai cái công tác giải phóng mặt bằng trên cái đoạn tuyến. Thì sau khi cái công tác giải phóng mặt bằng được triển khai hoàn tất thì đơn vị thi công sẽ phối hợp và triển khai thi công cái đoạn tuyến này. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B với chiều dài gần 69 km, tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng, được đầu tư quy mô đường cấp 3, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, dự kiến thời gian hoàn thành đầu năm 2026. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp cải tạo, tuyến đường bộ này góp phần rất lớn trong tăng cường liên kết vùng Tây Nguyên với Duyên Hải Trung Bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải trên hành lang Đông Tây, đặc biệt là giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.